sóc trăng trước khó khăn dịch bệnh lan tràn. Bằng tấm lòng vì dân toàn hệ thống chính trị quyết tâm chủ trương đường lối ban hành kịp thời, bà con thông hiểu đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng trường hợp phòng chống corona. Vì sức khỏe bình yên của bà con đang từng giờ đối mặt nguy nan tràn lan dịch bệnh, toàn đảng dân quân Sóc Trăng chung lòng chung sức bằng cả quyết tâm đẩy lùi hiểm họa khôn lường. Dù vất vả khó khăn dựng chí kiên cường, phương án tin tưởng đưa ra quyết sách ngăn chặn dịch thù hiệu quả cao để sớm cùng nhau đẩy lùi hiểm họa. Trận tuyến hôm nay chiến trường không tiếng súng mà bằng ý thức cộng đồng đánh tan Covid. Ngày càng bùng phát bủa vây, nhất gia đồng tâm chèo chống con thuyền vượt qua cơn nguy biên, không để một ai phía sau ở lại, tất cả được an toàn hạnh phúc bình yên. Phòng chống đại dịch lây lan đang kéo về nguy nan cấp bách, tấm lòng vì dân nêu cao trọng
đẩy lùi xâm lăng dịch bệnh tàn. Trận tuyến này chống đại dịch lây lan, chủ trương của đảng đề ra không được chủ quan lơ là giây phút. Kêu gọi bà con cùng nêu cao ý thức, cùng chung lòng tạo thành sức mạnh đồng tâm. Niềm tin chiến thắng sáng ngời phía trước, ý đảng lòng dân ngăn bước dịch thù. Tự hào biết bao đời ta có đảng, và trân trọng cảm ơn những tấm lòng yêu nước thương dân. Gian lao khó nhọc chẳng màng, nêu cao trách nhiệm vì quê làng bình yên.